đây là ngay giữa đường Phan Đình Phùng nha cô chú anh chị. Một buổi sáng ha. Cà phê đường phố, cà phê vỉa hè ha. Chung là khá là thú vị nha, đông nè. Hôm nay là rơi vào tầm ngày chủ nhật ha. Nên cũng còn khá đông. Cũng còn ngày nghỉ lễ ha. Ngày chủ nhật nha bà con. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ kênh ha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Có dịp sẽ ghi hình lại cho cô chú anh chị ha. Đoạn đường này nghe chỗ Phan Phùng nha cô chú anh chị. Những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ năm nay thì tình hình thì nghỉ ở nhà là ok nhất nha cô chú anh chị. Cũng đang trong cái tình trạng mà ở nhà nói chung là tốt nhất, tránh đông người ha. Nói vậy thôi chứ ở nhà là ok, bên gia đình nghỉ ngơi những ngày nghỉ cuối tuần. Đây giới thiệu cho cô chú là bờ hồ ha, cuối đường Đề Thám đó cô chú anh chị. Quỳnh Cương ha, đường Quỳnh Cương. Buổi sáng chủ nhật cũng mát mẻ ha. Cũng ghi hình lại cho cô chú anh chị xem ha. Thấy vậy cũng thưa thớt, và con mình nói chung ở nhà bên gia đình, quây quần gia đình là ok. Bờ hồ như cô chú anh chị. Một số hình ảnh lại cho cô chú anh chị xem ha, bờ hồ. Những ngày nghỉ lễ, những ngày nghỉ cuối tuần. Thế vậy chứ cũng ít đi đâu cô chú ơi. Chung ở nhà là ok. Rồi tạm biệt, gặp lại chú sức khỏe của chú anh chị luôn. Mến chào tạm biệt, chú sức khỏe luôn.